chủ. Cô mệt hả? Dạ không, tôi vẫn có chơi chút thôi ông chủ. Thấy cậu u ớ, tưởng nó cậu bệnh. Nếu bệnh thì lo ăn thuốc đi nghe. Chú yên tâm đi, lúc trước không biết thằng Mạnh làm ở đây thì thôi, chứ bây giờ biết rồi á, coi sẽ ủng hộ hết mình. Anh, qua em nói nghe nè. Chào bà chủ. Coi nè, em mới qua trung tâm mua bán hộp xoàn, thấy hộp này đẹp quá, em tính đổi cho anh. Đi. Đẹp đó, nhưng mà anh không có thích kiểu này, vì nó trẻ trung quá, không có phù hợp với tuổi tác của mình. Thôi, trẻ trung cái gì, đổi đi, đeo hoài cái hộp này. Đi với em, biết đâu ra đó anh lựa được hộp khác. Đi, đi. Em thấy anh phải cẩn thận, anh Phi có vẻ kỳ kỳ. Sao anh đưa tiền cho anh dễ dàng quá vậy? Em sợ anh sẽ rủ rê anh vào con đường đua phạm pháp. Anh nghĩ không phải vậy đâu vợ. Phi buôn bán bất động sản có tiền, chứ bây giờ mà cá độ đua xe không còn ăn nữa. Em à, vàng cất trong tủ nhà không có nên. Đó, có thằng Phi bạn của thằng Mạnh nó kinh doanh bất động sản đó. Phi, có miếng đất nào thơm thơm giới thiệu cho vợ chồng chú coi. À, chú định mua giá tầm bao nhiêu? Ở đâu? Khoảng 6 tỷ. Ở khu vực quận 9 đi con. Nếu mà tốt tốt 7 tỷ cũng được. Tầm 6-7 tỷ thì vô khu đất vàng khó. Chú yên tâm. Có ra sao thì ra. Tôi không bao giờ luộc xe, không bao giờ làm những chuyện phi pháp. 70 triệu trả đây, ngay và luôn. Mày ép tao hả? Mày nghĩ sao cũng được. Tao có hình ảnh mày nhận tiền của tao, hình ảnh mày luộc xe. Nếu như tao có chuyện gì với công an, tao sẽ khai mày là đồng bọn của tao. Tình ngay lý gian, làm hay không làm? Nếu không làm, trả tao 70 triệu. Thank you.